Kính thưa quý vị và các bạn, đền chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu ở xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh là điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách gần xa. Ngôi đền linh thiêng bên cửa biển cùng câu chuyện truyền tụng về chế thắng phu nhân tựa viên ngọc sáng mãi theo thời gian. Chính vì thế mà luôn thu hút đông đảo du khách gần xa vừa đi lễ chùa và tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia này. Theo sử sách, quý phi Nguyễn Thị Bích Châu là con gái của đại thần Nguyễn Tướng Công, sinh ra ở Hải Hậu, Nam Định. Bà nổi tiếng là cô gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang nên được mọi người hết mực yêu mến. Năm 1373, bà được vua Trần Duệ Tông yêu thương và tuyển làm cung nhân gọi là Ái Phi Bích Châu, lấy hiệu là Phù Dung. Lúc nhà Trần suy vong, quý phi Bích Châu đã soạn thảo, kê minh thập sách với đường lối quân sự chính trị văn hóa thiết thực trọng yếu phù hợp với giai đoạn lúc bấy giờ. Đến năm 1377, bà hộ giá nhà vua đem quân đánh Chiêm Thành nhưng không may bị trúng độc và mất vào ngày 12 tháng 2. Đền chế thắng phu nhân ở làng Hải Khẩu, Tổng Hoàng Lễ, nay là xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh nên thường gọi là đền Hải Khẩu. Đền dựng khoảng thế kỷ 15, thờ bà Nguyễn Cơ Bích Châu, cung phi của vua Trần Duệ Tông. Đền được xây dựng trên bãi đất pha cát biển rộng khoảng 4.500 m², quay về hướng đông nam. Phía trước đền từ trái sang phải là núi Ô Tôn, có đền Eo Bạch được xây dựng cuối đời Trần. Toàn bộ công trình được bao bọc bởi cát bồi lấp giống như một bức tường. Ba tòa là Thượng Điện, Trung Điện và Hạ Điện. Năm 1991, ngôi đền đã được Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Tôi là một người may mắn và sinh ra sống trên cái địa bàn của ngôi đền Ngự Tòa trên đất là ngày xưa là gọi là Hải Khẩu, nay thì gọi là Linh Tử Hải Khẩu, nay thì gọi là đền bà thờ Nguyễn Thị Bích Châu. Phải nói một ngôi đền là cực kỳ là linh thiêng đối với dân chúng tôi, làm lễ thắp hương để cầu mong ra đi cho mưa thuận gió hòa, rồi vào lạch ra khơi được bình yên và đánh bắt để làm ăn thu nhập cho có cho mình sinh sống của dân sự. Cho nên là dân chúng tôi là từ cái thủa 640-45 năm lại nay rất ngưỡng mộ tu dự, có những thời kỳ trong chiến tranh thì bị bom phá nát, rồi thời kỳ là cải cách thì là có dở, nhưng mà vẫn ngôi tòa điện thì vẫn là dân chúng tôi vẫn bảo tồn được. Phải nói đời các cụ cho đến nay là ngôi đền tòa trên một cái chỗ linh thiêng mà dân chúng tôi đã rất khâm phục, gìn giữ bảo tồn từ giai đoạn là thôn rồi đến là xóm, đến các cụ xong rồi đến thôn đến xã, hôm nay là quản lý của nhà nước. Phải nói là ngôi đền chúng tôi hiện nay cực kỳ là rất linh thiêng, và thứ hai trong công tác quản lý rất chặt chẽ và rất ngăn nắp, được du khách đánh giá rất cao. Từ đó đến nay, nhân dân trong vùng và du khách thập phương thường xuyên đến đây phúng viếng, thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ chế thắng phu nhân. Trong những năm trước đây, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, những ngày đầu xuân năm mới, nơi đây luôn tấp nập du khách. Trong vòng tháng riêng âm lịch, lượng khách đến đây rất đông. Du khách không chỉ riêng người dân ở Hà Tĩnh mà còn có khách các tỉnh, thành phố khác. Du khách dù gần, dù xa, đi đền chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu hay còn gọi là đền Bà Hải đã trở thành tục lệ mang nét đẹp văn hóa truyền thống. Bên công tác trùng tu thì cũng phối hợp và làm tường trình để trình lên cả cái hạng mục của công trình ở di tích xuống cấp, thì cũng thực hiện cả cái nhiệm vụ ở thị xã phối hợp chung của toàn tỉnh và trong cái di tích chung, thì là trùng tu trong thời gian này là thực hiện tốt các nhiều cái hạng mục công trình từ coi như là trong di tích, đặc biệt là coi như xây cái công trình coi như bến thả hoa đăng để rằng là tạo một cái di tích tâm linh linh thiêng và là cũng là nơi cảnh quan du lịch cho là coi như người dân đến thập phương và là coi như ngắm cảnh. Trong những năm qua, thị xã Kỳ Anh đã quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo các hạng mục của đền thờ, xứng tầm với di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hiện nay, đền có quy mô khang trang, mặt đền hướng ra cảng biển, lưng tựa vào núi. Từ lâu, khu di tích lịch sử chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã trở thành điểm đến tâm linh của nhiều du khách gần xa.
ngành văn hóa và chính quyền địa phương vừa tăng cường công tác quản lý, vừa tạo mọi điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến đây dâng hương, dâng hoa, tỏ lòng thành kính tưởng nhớ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu. Bên cạnh đó, với vai trò của mình, Ban Quản lý khu di tích Đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Du khách khi đến đền bắt buộc phải quét mã QR. Theo đó, Ban Quản lý di tích đã chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn đặt ở hai điểm chính ở các cửa ra vào và các điểm khác ở khuôn viên di tích, đồng thời thường xuyên phun khử khuẩn khu vực đền. Ban Quản lý cũng đã phối hợp với lực lượng công an thị xã, đồn biên phòng Kỳ Khang, trạm biên phòng cửa khẩu Kỳ Ninh, công an xã Kỳ Ninh đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là một ngôi đền linh thiêng đã có truyền thống từ lâu năm. Đây là thực sự là một cái chỗ dựa tinh thần rất quan trọng của bà con cô bác thập phương. Bước sang năm nào cũng vậy, đến cái Tết đến xuân về thì lượng khách về đền tương đối đông. Như năm vừa rồi đấy thì đến thời điểm này cũng đã đến 15 vạn. Để đảm bảo cái công tác an toàn tuyệt đối cho bà con cô bác, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, cái dịch bệnh COVID đang còn xảy ra trên diễn biến rất phức tạp và rất là khó lường. Thực hiện nghiêm cái chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ ngành và đặc biệt là của Bộ Y tế, thì Ban Quản lý di tích đã có những cái chủ trương sát đúng để nhằm đảm bảo cho bà con cô bác mà coi là tính mạng của con người là trên hết, trước hết. Ai đến đây chúng tôi cũng đặt vấn đề là ngôi đền là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Ai cũng có trách nhiệm để bảo vệ, ai cũng có quyền nhắc nhở nhau và coi đó để làm công tác vệ sinh môi trường trong cái thời gian vừa qua là cực kỳ tốt. Mong rằng là du khách về đây ai về cũng phấn khởi, ai về cũng thấy đảm bảo an toàn tuyệt đối và đảm bảo được cái tính tâm linh của đầu năm. Định kỳ hàng năm của tôi là gia đình chúng tôi, bạn bè chúng tôi là năm nào cũng đi vào cái đền của Bích Châu này. Bởi vì hàng năm là tôi thấy là ở đây là một cái nơi linh thiêng để cả cái du khách ở khắp nơi và đến đền đấy. Đặc biệt là đợt này là nổi dịch COVID á, thì tất cả mọi người ở tôi thấy ở đền đấy là cả các ban quản lý á là thực hiện phòng chống rất tốt. Tất cả mọi người là ai cũng mong muốn đến đây để là cầu mong cho gia đình, anh em họ hàng là phát tài phát lộc và nó là nơi để gọi là bình yên cho gia đình. Cùng với phát triển kinh tế, thị xã Kỳ Anh luôn quan tâm giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống. Việc trùng tu tôn tạo các di tích, khôi phục các lễ hội, các hoạt động văn hóa truyền thống luôn được quan tâm. Trong đó, các hoạt động văn hóa diễn ra tại đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là một trong những điểm nhấn trong du lịch văn hóa tâm linh của địa phương. Vì vậy, hàng năm, cứ đến ngày 11-12 tháng 2 âm lịch, thị xã Kỳ Anh đã tổ chức lễ dỗ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức của bà đối với dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đồng thời, giới thiệu quảng bá danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu tới du khách thập phương. Cái lễ dỗ thì nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các cái công lao to lớn của bà chế thắng phu nhân Nguyễn Bích Châu đối với dân tộc. Qua đó thì tiếp tục có các cái hoạt động để giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn và khơi dậy cái tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ. Đồng thời có các cái hoạt động quảng bá, giới thiệu về di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia đền thờ chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu tại xã Kỳ Ninh, về thân thế sự nghiệp của bà, đồng thời là giới thiệu về cái án Kê Minh Thập Sách là một cái tác phẩm rất có cái giá trị về mặt lịch sử văn hóa của bà chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, và qua đó tiếp tục có cái giải pháp về bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa lịch sử gắn với phát triển du lịch tại thị xã Kỳ Anh. Lễ dỗ sẽ tổ chức
ngắn gọn trong một ngày, vừa đảm bảo cái tính trang nghiêm, ý nghĩa, thiết thực, có tính giáo dục cao và phù hợp với các cái quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa tâm linh của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hướng dẫn, và phù hợp với cái tình hình và các cái quy định phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Trải qua gần 7 thế kỷ, ngôi đền linh thiêng Nguyễn Thị Bích Châu tiếp tục là điểm tìm về của đông đảo du khách gần xa. Ngôi đền với những câu chuyện truyền tụng và bản kê minh thập sách vẫn tựa viên ngọc, ngày càng được thời gian mài sáng, chiếu rọi, làm an lòng dân và tiếp tục nhắc nhớ, giáo dục thế hệ hôm nay về tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước.